Thì nói chung là cuối chót tụi con hôm nay, mình nghĩ là tụi con ở lại được giờ phút này, mình dám ra mình thể hiện thì tụi con nên tự hào và nên giữ vững cái lửa này, ok? Bạn Trần Thị Nhơn, hy vọng là năm nào cũng sẽ thấy tụi con ở cái buổi audition này. Mới hay là cũ, hay là ở trong nhóm hay là không ở trong nhóm, thì ở trong cái buổi audition này mình cũng là bạn của nhau. Thôi, chúc mừng mọi người nha. Ready, 5, 6, 7, 8.